điện thoại cho em nha. Có số điện thoại thì em mới lên đơn được. Rồi cho em xin địa chỉ luôn, combo như thế này. Các anh chị ơi, mình chọn cho em 3 cái quần thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship nha. 360.000 có 3 tông màu cho các anh trai được lựa chọn luôn. Màu xanh đen nè, màu xanh đậm và màu xanh lạc. Anh trai thích cái màu gì thì comment cho like cho em luôn. Và lưu ý nha, mình chia sẻ thêm cho em đi ạ. Trời ơi, một cái mẫu khuôn quần này chuẩn luôn cho các anh trai mình mặc ha. Mặc thoải mái, đi chơi nè, đi làm nè, đi du lịch nè, hoặc là đi thăm bạn gái đều được luôn nha cả nhà. Và mẫu này bên em có đủ size từ 28 cho đến 36 size luôn ạ. Dạ, cái mẫu này các anh trai thấy không? Rất là đẹp, chuẩn phong nhà em luôn. Xưởng may của bên em là xưởng Free Shop nha cả nhà ơi. Tránh trường hợp mà mua hàng nhái của bên em nha. Đó, ví dụ như các anh trai mua hàng nhớ để lại đầy đủ thông tin cho em nè. Địa chỉ, số điện thoại nè, size số, vân vân, cân nặng chiều cao. Nếu mà có thì mình comment luôn cho em để em tư vấn. Yên tâm, mua hàng sẽ được kiểm tra, đổi trả thoải mái nếu mà không đúng size. Rồi mẫu này của mẫu này em đang mặc nè, với form rất là đẹp. Đang mặc là màu xanh đen nha cả nhà ha. Chỉ bên em là chỉ đổi hoàn toàn đổi bật màu là màu vàng đồng cho cả nhà luôn ạ. Form túi nè, may kỹ càng nè, đựng được rất là nhiều luôn, điện thoại nè rất là to. Ở đằng sau form của bên em là ôm sát mông của mình. Kiểu là mọi người thấy không? Ôm cong mông, ngồi sẽ không bao giờ bị ngứa nè, bị khó chịu phần đáy của bên em ha. Túi form trời ơi đẹp xuất sắc luôn cả nhà ơi. Nhìn kỹ xem đi ạ. Để lại số điện thoại giúp em nha. Rồi anh Dương Phùng ơi, dạ mẫu nhà em thì có 3 tông màu thôi nhá. Màu xanh đen, màu xanh đậm và màu xanh lạc, không có màu đen anh trai ơi. Mình để lại số điện thoại giúp em đi. Phải nhanh tay để lại tại vì số lượng bên em không có quá nhiều nhá. Dạ, chị Phạm Nhi ơi, dạ bên em có đồ nam nha, đồ nam không có đồ nữ. Mình có thể mua làm quà tặng người thân cho người yêu của mình cũng được, hoặc là mua cho bố, mua cho anh trai. Dạ chỉ cần để lại số điện thoại nè, địa chỉ nè, size số, cân nặng vân vân cho em. Nếu mà anh trai mua hàng nha, sẽ được kiểm tra đầy đủ đúng tên shop em là xưởng Queen Shop nè, kiểm tra chất lượng, kiểu dáng và màu sắc cho em không đúng hàng về. Nếu mà size nữa, size số thì bên em đổi trả và sẽ có nhân viên tư vấn và chăm sóc mình đổi hàng, hướng dẫn kỹ càng cho cả nhà luôn. Yên tâm giúp em nha. Dạ 360.000 ba cái quần nha anh trai ơi. 360.000 thôi, bình thường á em bán với giá là 189.000, 190.000, 200.000 cái quần, nhưng mà hôm nay em có chương trình đặc biệt dùng cho các anh trai khi xem trên livestream của nhà em thôi nha. Đừng có bỏ qua cái livestream này hết nha. Rồi cái tông màu tiếp theo em đang giới thiệu là cái tông màu xanh nhạt ha. Đây mọi người xem nè, chúc bông đáy cực kỳ cong luôn, mông cong cực kỳ, anh trai nào bụng to bụng phi gì mặc đều được hết cho em luôn. Tại vì em có đủ size nha, từ 28 cho đến 36 là có size luôn. Trời ơi, quần jean của em chất liệu là 100% là cô tông, thấm hút mồ hôi cho mình mặc thoải mái từ sáng cho đến đêm luôn. Các anh trai nào bận không có thời gian đi về thay đồ đi chơi đều mặc được hết luôn nha cả nhà ơi. Nó không có khó chịu đâu. Và anh trai thấy không, mặc cái form áo như nào cũng đẹp hết trơn, dễ mặc đồ, dễ phối đồ. Trời ơi, nhìn như người mẫu luôn cả nhà ơi. Form này không quá ôm cũng không quá chật ha.